Dạ vâng, mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và kính thưa quý vị và các bác, những bác nào mà hay xem video của bên Cốc Cốc Audio chúng em thì không thể nào là có thể không biết được. Đây chính là đôi loa siêu chép JBL ST200 và đây là dòng sản phẩm Made in Mexico. Và đây là cái bản nội địa. Đấy, còn cái bản châu Âu thì bên trong này nó sẽ có một cái guồng đen làm nhám nhé. Còn đây là bản nội địa thì cái phễu bên trong này nó sẽ là màu sáng như thế này. Nó sẽ là thép không gỉ, màu sáng như thế này. Và bên ngoài đây đều là thép không gỉ hết nhé, được chạy CNC. Và những đôi loa siêu chép này thì hiện tại bây giờ trước mặt quý vị và các bác đây là đôi màu nâu. Đôi màu nâu, màu cà phê. Những đôi loa siêu chép này nó làm tăng và chuyên trị những cái đôi loa mà thiếu chép. Bởi vì đây nó là những đôi loa siêu chép. Đấy. Nó không phải là đôi loa chép nhé, mà nó là loa siêu chép. Cho nên là nó đánh từ giải 16K đến giải 30K. Cực kỳ là ok. Đấy. Và như những cái đôi loa mà bát 30 hay là bát 40 thì đôi loa siêu chép này nó đều giải quyết gọn nhẹ nha. Đều giải quyết rất là gọn nhẹ. Và những cái bác nào mà hiện tại bây giờ đang sử dụng những cái đôi loa siêu chép JBL ST200 thì các bác cũng có thể hiểu và các bác cũng có thể đánh giá được chất lượng của những cái đôi loa siêu chép JBL ST200 này. Đấy. Tức là những cái đôi loa này thì hầu như là các bác chưa có bác nào có thể chê được những đôi loa siêu chép này cả. Bởi vì cái tiếng của nó cực kỳ là sáng tiếng và nó tách bạch, nó trong vắt luôn. Tiếng nó không bị rè mà các bác chơi lâu chơi nhiều nó cũng không bị rè. Nó không như một số cái loa siêu chép khác, loa siêu chép của Trung Quốc chẳng hạn. Thì chúng ta chơi một thời gian thì cái tiếng của nó sẽ không được trong và sạch như thế nữa. Và cái tiếng của nó sẽ nhỏ đi. Nó sẽ nhỏ đi và nó gần như kiểu là nó chết, nó không chết mà nó sống, nó không sống. Tức là nó sống dở, chết dở đấy. Cái loại đấy nó mới là sống ra. Đấy. Và những đôi loa siêu chép này thì nó chạy chế độ tự động. Khi các bác mà cho nhạc to lên thì nó sẽ theo cái đường tín hiệu âm thanh nó sẽ cho ra những cái tiếng chép to lên và ngược lại các bác cho nhỏ lại thì nó cũng sẽ nhưng nhỏ lại thôi. Đấy. Và các bác không cần phải đi ra đằng sau vặn chỉnh hoặc là thay từ cái cọc này sang cọc kia. Toàn bộ nó đều tự động hết. Đấy. Và trước đây thì bên em cũng nhập một số cái đôi loa siêu chép mà vặn chỉnh rồi là thay cọc 1, cọc 2, cọc 3, cọc 4 nhưng nó không phù hợp. Đấy, cực kỳ là không phù hợp. Bởi vì những cái đôi loa chép này đôi khi là các bác để ở trên nóc loa nó hơi cao một chút. Đấy, nó hơi cao một chút hoặc là các bác đẩy lên trên kệ các thứ. Mỗi lần khi các bác nghe nhạc nó thay đổi bài hát thì các bác lại đi các bác thay đổi lại cọc loa đúng không ạ? Vâng, và không còn chần chừ gì nữa. Và những đôi loa này thì em cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Em cũng đã có những cái video mà quay review cực kỳ là cận cảnh những đôi loa siêu chép này rồi. Các bác quan tâm thì các bác hãy theo dõi lại video của bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Vâng, các bác chỉ cần đánh là loa siêu chép JBL thì nó sẽ ra một loạt video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Hoặc là bác nào cẩn thận hơn, các bác sẽ đánh những là loa siêu chép JBL Cốc Cốc Audio chẳng hạn thì nó sẽ ra rất là nhiều nhé. Vâng, và bây giờ thì em sẽ kẹp điện thoại lên nhé. Và em kính mời các bác cùng nghe một cái đoạn nhạc từ đôi loa siêu chép này. Đấy, các bác, khi các bác nghe những đoạn nhạc từ đôi loa siêu chép này thì xíu nữa em sẽ rút đôi loa siêu chép này ra cho các bác cùng so sánh luôn là khi có siêu chép và không có loa siêu chép thì cái bộ dàn âm thanh nhà chúng ta nghe nhạc nó sẽ như thế nào.
Thực sự ra là khi chúng ta nghe quen những cái đôi loa siêu chép này rồi, chúng ta tháo những đôi loa siêu chép này ra, chúng ta không muốn nghe nhạc nữa. Xin kính mời các bác. Chế độ âm lượng em cũng vẫn để như vậy nhé. Và bây giờ em sẽ tua lại từ đầu và em sẽ bỏ những đôi loa siêu chép này ra nhé. Chế độ âm lượng em vẫn để như vậy nhé. Vâng, và các bác hãy cắm tai nghe vào. Các bác hãy cắm tai nghe vào nhé. Vâng, và đến đoạn này thì em xin phép em được dừng lại nhé. Và như các bác cũng có thể thấy là khi mà em gắn những đôi loa siêu chép này vào và khi em tháo những đôi loa siêu chép này ra thì chúng ta nghe nhạc nó khác nhau rất là nhiều, phải không ạ? Chính vì như thế cho nên là những cái đôi loa mà nó bị thiếu chép hoặc là nó âm chép nó bị chết rồi ạ, thì các bác nghe nhạc nó cực kỳ là nó chán luôn. Đấy. Mà trong khi đó chúng ta thêm những đôi loa siêu chép này vào thì nó thứ nhất nó không hại loa chép ở trong loa chúng ta. Đấy, thứ hai là chúng ta nghe nhạc nó rất là hay, rất là bay bổng. Và hát karaoke thì cái tiếng của nó cũng rất là sáng. Nó không hề bị rú rít mic. Bác nào đang xem video của bên Cốc Cốc Audio chúng em thì xin các bác hãy vui lòng nhấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.